Chào các bạn. Như hôm trước trên trang cá nhân của mình thì mình có viết một bài viết về lập trình chi thăng truy xuất dữ liệu với Excel sử dụng thư viện LingQ từ Excel. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video demo nhỏ nhỏ thực hiện cái sử dụng cái thư viện LingQ từ Excel để đọc dữ liệu từ file Excel. Thì chi tiết bài viết cỡ thì các bạn có thể truy cập vào trang cá nhân của mình và search cái tiêu đề là LingQ to Excel. Thì trong bài viết này thì mình có viết giới thiệu sơ qua về LingQ to Excel, cái cách chúng ta ghép LingQ to Excel và ghép LingQ to Excel vào trong cái dự án của mình. Thì bài viết này mình cũng viết khá là chi tiết và hướng dẫn đầy đủ các bạn, có hình ảnh kèm theo nên rất dễ làm. Thì các bạn có thể tham khảo qua cái bài viết hướng dẫn này. Thì trong video này thì hôm nay mình cũng sẽ làm lại từ đầu, coi như là sẽ từng bước một để sử dụng cái thư viện này. Ok, thì chúng ta bắt đầu nhé. Thì LingQ to Excel vừa tương thích với các version của .NET thì các bạn có thể sử dụng cái LingQ to Excel trong ứng dụng Windows Form Application hay là ASP.NET Web Application đều được. Thì trong phạm vi demo của bài này mình sẽ demo trên ứng dụng Windows Form. Thì có hai cách các bạn ép cái thư viện LingQ to Excel và dự án của mình. Thì cái thứ nhất thì các bạn có thể sử dụng cái ghép này install tự động thông qua package console manager. Cái này đâu thì các bạn nếu mà không có cái thanh package console manager ở dưới cái thanh dưới cùng này, thì các bạn vào phần tool này có cái nút ghép này, cái nút ghép package manager này, các bạn chọn là package manager console. Ok, thì các bạn copy cái dòng lệnh install package này vào đây. Các bạn lưu ý máy tính của mình cần phải kết nối internet thì lúc đấy lúc ghép sẽ tự động download cái thư viện cần thiết nhất của LingQ to Excel về tự động ép vào dự án của bạn. Các bạn có thể kiểm tra thôi và thông báo cài đặt thành công. Thì các bạn có thể kiểm tra lại trong phần reference. Đây thì các bạn có đó đã thấy LingQ to Excel rồi. Ok, mình sẽ tạo một cái giao diện đơn giản gồm một button TikTok data grid view để hiển thị cái dữ liệu Excel. Ok, nào cái text box này thì mà khi đường dẫn của cái ok, cái button này mình sẽ kết hợp với cái button này. Ok, khi một cái load open này thì sẽ nó sẽ hiện ra một cái open catalog. Mình sẽ làm nhanh phần này. Cơ bản mình sẽ làm nhanh rồi sẽ làm cái tốt
thì các bạn muốn kiểm tra cái file mình chọn đấy có phải là cái file Excel hay không, thì các bạn có thể dựa vào kiểm tra cái đuôi mở rộng của cái file đó, hoặc là các bạn có thể dùng filter của cái open file dialog luôn. Thì ở đây mình sẽ cái đơn giản mình sẽ kiểm tra cái đuôi mở rộng của cái file mình vừa tạo xem có đúng phải là file xem không thì mình mới đọc dữ liệu để tránh trường hợp gây exception. Chúng ta mới thực hiện được file Excel. Ok, đầu tiên mình có chuẩn bị một cái file Excel mẫu được bạn. Ok, đây thì mình có ba trường, A học viên, học viên và lớp học. Trước tiên thì các bạn thêm cho mình cái class để mapping link queue to Excel, thì các bạn đã sử dụng qua link queue để chắc hẳn biết thì cái kích thước truy vấn của nó. Thì cái phần link queue to Excel này hỗ trợ mapping các cột này đối với class thì các bạn có thể sử dụng luôn. Đây, các bạn tạo cho mình thêm cái class. Ví dụ cái file của mình đây nói về học viên thì mình sẽ làm cái này, học viên. Thì chúng ta cần khai báo cái thông tin của học viên. Có ba trường cơ bản như này. Thì để Linh Kiều nhận biết được cái mapping được cái class học viên này đối với một file Excel thì các bạn cần chỉ ra cái cột nào liên kết với cái property nào trong cái class này. Thì chúng ta sẽ dùng phương pháp đầu tiên các bạn using cái nameplate vào đây Excel. Rồi, các bạn vào Excel của luôn đó. Tôi thấy nameplate link Excel attribute thì các bạn vào cái tên của luôn ở đây. Các bạn chú ý cái phần header mặc định cái link to Excel sẽ query cái phần dòng đầu tiên sẽ là phần header, các bắt đầu từ dòng thứ hai sẽ là dữ liệu. Thì các bạn đặt chú ý là các bạn chú ý phần này, chúng ta sẽ chuyển cái này sang tương tự đối với các property còn lại. Thì cách này để làm gì? Để link queue tôi sẽ nhận biết được và mapping giữa các class, các thuộc tính trong class đến các cột của Excel. Rồi các bạn chỉ cần làm cái class đơn giản tương ứng như vậy. Nếu mà cái file của chúng ta có nhiều trường thì nhiều cột thì các bạn khai báo ở đây, và tương tự các cột tiếp theo sẽ tiếp tiếp ở dưới này. Ok, đấy là phần mapping. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành sử dụng
linh kêu Excel để chỉ vấn dữ liệu. Thì ok mình sẽ kiếm bài thì để linh kêu Excel dựa vào truy vấn của linh kêu thì các bạn cũng yêu sinh luôn cái nền pay là system.linq rồi các bạn sử dụng Excel query factory rồi bạn chỉ vấn chấm bullshit để mapping thì các bạn sử dụng mapping với class là học viên ta đưa vào sheet là chúng ta có thể sử dụng cái chỉ số của sheet index sheet 1 hoặc là truyền vào đêm mình thì hay viết là tên dễ hơn. Các bạn ví dụ có di chuyển sheet thì các bạn thứ tự của sheet thì không ảnh hưởng đến việc code. Ở đây chúng ta có thể sử dụng phương pháp que nhưng mà đây mình làm nhiều hơn ta. Mình sẽ truy vấn luôn tất cả các trang là trong file share ra. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ lấy được những danh sách học viên. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái data table để ghép cái danh sách học viên này vào. Table đây mình có sẽ có 3 cột. Chúng ta sẽ dùng bằng for này gắn cái danh sách học viên này vào. Dữ liệu vào data grid tôi chạy chạy mở lên cái file share không có dữ liệu chưa đang đó chúng ta sẽ tắt file share đi không có dữ liệu mình sẽ chủ đề khác. Ok, xin lỗi các bạn thì chúng ta cái phần kiểm tra cái đuôi mở rộng này có chấm các bạn. Mỗi mình có nhầm lẫn một chút. Chúng ta bây giờ chúng ta sẽ chạy thử cái project này. Ví dụ này. Vâng, đây là dữ liệu chúng ta sẽ đọc ra. So sánh với file Excel của ta. Vâng, đây. Như vậy là chúng ta đã đọc thành công cái file Excel. Ok, trên đây là bài demo của nho nhỏ của mình.
thì mình sẽ update cái upload cái project mẫu này lên để các bạn có thể download về tham khảo. Link mình sẽ cập nhật dưới phần video mô tả video này. Chúc các bạn thành công.